Ok, cảm ơn quý vị đã không rời làn sóng nha. Những cơ sở thương mại này họ quảng cáo cho đài thì nếu họ vẫn tốt duyên cho khác, tại sao mình mua cho họ? Nhưng mà khi mua với nhân, tôi nghe quý vị trên đài ABC Channel, tôi nghe quý vị trên chương trình Bác sĩ Hữu, họ thích lắm đó. À vậy hả? Wow, tôi sẽ quảng cáo thêm nữa nha. Đài mình có thêm tiền, mình có cơ hội để cho những chương trình dài hơn với mình. Ok, rồi. Bây giờ mà chung cái bệnh này, mà chắc chắn trong đời đó là quý vị ai cũng bị một lần, chắc chắn như vậy. Ok, và nhưng mà có người thì một lần thôi, có người bị kinh niên lui tới hoài, và những người bị kinh niên một năm tới cỡ khoảng trong Mỹ tối thiểu là 30 triệu người, 10% nhân số, và cái tiền trị cái này cũng rất là nhiều. Ok, thì quý vị thấy trong cuộc đời này đó, quan trọng nhất mình làm việc, mình sống thì cái nào mình sẽ là có cái sau đó tối rồi mình phải nghỉ ngơi. Ok, và cái nghỉ ngơi đó đó rất quan trọng trong mình ngủ, thì trong khi mình ngủ đó đó là cái cơ thể recuperate, nó dưỡng lại, dưỡng sức lại, nó lấy lại sức lực để ngày mai mình làm việc tiếp, đúng không? Thành ra lúc đó mình khi ngủ hít thở không khí vào trong mũi và trong miệng thì rất là tốt. Ok, nhưng mà quý vị nhớ thế này, nếu cái đó bị không thông nghẹt thì rất nguy hiểm. Thành mình kêu, có cái đó kêu là ngủ không ăn giấc đó, mà người mình nói thông thường thì nói là ngủ ngáy, nhưng mà trong khi người y khoa nói là sleep apnea. Sleep apnea là sao? Là ngủ mà cái giấc ngủ trong giấc ngủ đó thì cái khí thở vào không có thông, nó bị nghẹt. Ok, thì có hai cách nghẹt, một cái là obstructive apnea, một cái là central apnea. Obstructive là do cái đường vô bị nghẹt, chẳng như mình bị nghẹt mũi, ok, mình bị sổ mũi nghẹt, hay là mình bị sinus nó làm nghẹt, hay là mình bị cái septum của cái nasal septum nó làm nghẹt, hoặc là khi vào ở phía trong này thì nhiều người chẳng hạn như bị cái Down syndrome, cái lưỡi to quá nó đè xuống, ok, hoặc là nhiều người bị sinh ra cái cằm nhỏ quá thành chỗ nên e, hay là những người cái cổ to quá, chẳng như người nào cái size 17 trở lên thì dễ bị, ok, hoặc là amidan nó sưng lên to quá nó đẹp vào đó, thì đó là cái là obstructive apnea bị nghẹt. Ok, nhưng mà đôi khi là cái nghẹt này không không nghẹt mà do là cái thần kinh trên não nó không điều khiển cái ghi nhớ, nó làm cho cái thở mình thở mình ngủ vậy thì cái não nó điều khiển cái nhịp thở đó. Nhưng mà nếu trường hợp cái não bị hư, chẳng hạn như sau khi bị stroke hay như bệnh về cái thần kinh mà làm trên não bị hư hại thì nó làm cái control của cái thở không không tốt. Tại vì sao? Quý vị thấy này, khi mình thở thì vô điều thì không, không có gì hết, nhưng mà tới khi mà bị chẳng hạn bị chặn hay bị nghẹt hay là cái muscle yếu vậy thì là cái oxygen đó nó lên não nó thiếu, tới lúc là nó thiếu quá kích thích não, thiếu rồi thiếu rồi, não nó rồi thì nó ra cho một cái tín hiệu mạnh thì mình lại thức thì mình lại thở được. Thành những người bị ngáy mình thấy cái giống như kêu là đờn ca sáo thổi, cái nó ngủ vậy và bị nó nghẹt ha, là vì ngàn não thức lệ rồi xong đó là thành á, nghe giống như tiếng nhạc du dương nhưng mà người bên cạnh á ngủ cũng được đâu. Ok, còn cái người ngủ không biết nghe, vì khi nào mà cọt một cái á thì mới thành cái ảnh hưởng rất nhiều triệu thành cái này á. Triệu chứng là vì sao? Triệu chứng mình thấy là người đó ngủ đêm đâu ăn giấc đâu, ok, thành sáng dậy khô miệng, là vì nhiều khi ngủ nghẹt mà thở miệng rồi khô miệng. Thứ hai nữa là ngủ dậy là người choáng váng mệt mỏi nhức đầu,
thì cái này một lát á, một buổi trưa thì hết, nhưng mà buổi sáng vì cái đêm thiếu oxygen mà nhức đầu, ok, người ngủ dậy uể oải, không người ngủ mà ngon giấc á, sáng ngày người ta ngon lành, còn người mà ngủ dậy mà dậy bị uể oải mệt, ok. Rồi rồi cái này đó làm nhức đầu, miệng thì khô, nhiều khi cổ họng bị rát nữa, ok. Rồi sau đó đó là vô trong sở hay vô chỗ trường hợp nhiều khi ngủ gục mà không biết lúc nào, lái xe ngủ gục luôn, ok. Và người ấy, vì mất ngủ kinh niên, tính tình cao có, khó chịu, sếp bị giảm, ok. Thành đó, cái triệu chứng làm rất là mệt. Nhưng mà từ đó nó đưa tới gì? Nó đưa tới là thứ nhất là mình đó, vô cái job làm việc vì quá mệt mỏi hay buồn ngủ là cái job làm việc kém, nhiều khi bị đuổi đuổi luôn đó. Thứ hai đi học bị kém luôn. Thứ ba thì có thể làm ADHD, tính tình thay đổi, ok. Đôi khi là quá hung hăng, có đôi khi là quá trầm cảm, quá mệt, ngồi đâu không có sức tao. Rồi có thể đưa tới bị stroke, đưa tới heart attack, đưa tới máu cao, ok. Thành nó sinh ra rất là nhiều biến chứng, có thể có đưa tới khả năng tự nhiên hiểu sao mà làm đường cao lên, ok. Thành đó, những cái biến, và cái quan trọng nhất là tai nạn ở sở, làm những người làm máy móc vì buồn ngủ tai nạn, hay là lái xe. Wow, nhiều người lái xe trên đường lái xe mà ngủ gục không biết, tới khi tai nạn mới biết, thành rất là nguy hiểm. Thì mình nhưng mà nhiều người người ngãi là hầu như hồi tôi đâu có tháo, tôi đó chỉ có người vợ hay người chồng nằm bên mới biết, ok. Thành đó, ngoài anh đi khám bác sĩ đi, tôi đâu có sao đâu. Rồi nhưng mà từ đó người mình đã ngáy mất ngủ, người vợ người chồng mất ngủ, sách là yếu bớt đi, thành gia đình bất hòa, đưa tới nhiều nguyên nhân. Thành nếu mà ngáy như vậy, nếu mà trị không được thì tốt hơn là 2 ngày ngủ 2 phòng đi, ok, nếu được. À, hay 2 giường, cũng tối thiểu 2 giường, hai phòng. Khi nào cần vui thì cứ vui, nhưng mà khi ngủ thì cứ ngủ riêng, ok. Rồi bây giờ nói tới kia, khi đi khám bệnh thì vô bác sĩ khám đo tân sông người này mà hay bị cao nha, đo đường đường có thể cao, đo mỡ mỡ có thể cao, ok. Và qua chức năng thận, chức năng gan, vân vân. Rồi nó cho có thể đưa vô cái hồi trước nó có những cái sleep apnea, cho nằm ngủ đeo máy 24 tiếng qua đêm để người ta đo qua oxygen não thế nào, vân vân vân. Nhưng mà bây giờ có những cái máy đo đeo ở nhà được. Rồi bây giờ làm sao mà ngăn ngừa? Trị thì là người ta có thể đeo những cái máy CPAP ha, để vô giúp cho có khí thở được, hay là có thể mổ nếu mà bị amidan, mổ vắt đi septum bị vẹo mổ lại, hay là bị những cái sinus vậy, người ta trị chữa trở đi. Còn bây giờ làm sao mà ngăn ngừa? Ngăn ngừa thứ nhất á, là mình á, nếu mà mình mập quá, người mập rất dễ bị phải là xuống cân, ok. Xuống cân á, vừa giảm đường, giảm mỡ, máu cao, bớt ngáy, ok. Thứ hai cẩn thận dùng thuốc, những thuốc ngủ, thuốc muscle relaxant, những thuốc cảm cũng dễ làm cái muscle đây nó yếu đi, dễ ngáy. Thứ ba phải bỏ rượu, uống rượu vào nhậu tối đó về ngáy liền, chắc chắn như vậy đó, vì cái làm cho muscle relax. Thứ bỏ thuốc, thuốc lá cũng làm rất nguy hiểm. Thứ nữa là mình phải biết tập thể thao, hít thở, và là nhờ thể mình giảm cân, ok. Và quý vị nhớ thầy nằm ngủ phải biết cách nằm, đừng bao giờ nằm ngửa, và nằm cái đầu cái giường, đầu giường hơi cao một tí, hay nằm nghiêng một bên bất ngại ngay, ok. Nhưng mà nhiều khi mình ngủ nghiêng lát rồi trở lại ngửa thì cái đó thôi chịu thua, nhưng mà nhớ nằm nghiêng một bên và cái đầu hơi cao một tí thì nó đỡ hơn. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái nằm nghiêng, mà nhiều người tệ quá đó thì nằm sấp, nhưng mà không biết ngày ngủ đó thì hơi hơi, nhưng mà thấy nằm sấp thì bớt ngáy liền, nhưng thôi nằm nghiêng ha. Và nhớ là trước khi đi ngủ đừng có ăn uống, ok. Nếu mình ăn trong vòng 2 tiếng ngủ nó dễ bị gợt cơ lên, làm axit tiết lên dễ bị làm cho nghẹt ngáy, ok. Và quý vị nếu mình biết tập thể thao, giảm ký, giảm rượu, giảm thuốc lá, và đừng uống thuốc những cái loại mà an thần, thuốc relaxing nhiều đó, biết cách nằm ngủ, tập thể thao cho nó khỏe thì bớt rất nhiều
và từ đó mình có thể sống cuộc đời làm những người phối ngẫu mình vui hơn. Ok, cho nên mình nằm mà ngáy cả đêm không ai ngủ được đâu. Ok, tới đây đèn là chớp chớp rồi, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp quý vị trong chương trình tuần tới.